Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ làm có một cái video so sánh vui về chất âm các bác nhé. Em sẽ so sánh chất âm của PowerShop K3 và chất âm của con đẩy KE. Hoặc đây các bác có thể là nhìn lên mã K, mã T 16004. Con này là 4 kênh 1600W một kênh. Và máy này là máy KE các bác nhé. Bác nào xem kênh của em thì thừa biết cái con máy này là máy gì rồi, đúng không? Đây, máy nó cũng là máy này này, nhưng máy này có DSB, còn máy này là máy vặn cơ, máy không có DSB. Nhưng máy này thì hiện tại em đang bán cho các bác với giá nó khoảng 22 triệu một con. Thì có một điều em nói luôn này, có một điều như này này, PowerShop không làm được so với cả KE à. Đấy, top đầu thế giới, nhưng mà nó vẫn không bằng Trung Quốc đâu các bác ạ. Đây nhá, em sẽ ở đây này, em sẽ không bật tín hiệu nhá các bác nhá, không bật tín hiệu. Đây em sẽ ao tín hiệu bình thường. Bên này, đây các bác cũng nghe PowerShop, tiếng của đẩy PowerShop ra đây này. Xôi nhá. Các bác nghe KE này. KE không có một năn tăn gì luôn. Mà khi em sẽ bật nhạc cho các bác, không bảo em không bật nhạc này, bật nhạc nhá. Có kêu nhạc nhá, đây nhá. Tắt PowerShop này. Được chưa? Khi dừng nhạc im lặng luôn đúng không? Đấy. Đây bật nhạc này. Chờ gì đây người? Dừng nhạc im lặng luôn, không có tiếng sôi. Ok chưa các bác nhá? Đây em đang đánh qua Conexo. Em sẽ tắt con tắt hẳn nguồn đi này. Đấy. Sẽ bật con PowerShop này. Nhạc trên PowerShop này. Chuyện tình ta vỡ tan. Các bác vẫn nghe thấy sôi chưa? PowerShop các bác vẫn nghe thấy sôi, nhưng KE không nghe thấy sôi. Đó là cái điều đầu tiên. Và điều thứ hai, bây giờ em sẽ đi so sánh cái chất âm của trên PowerShop và trên KE. Mời các bác cùng nghe nhá. Các bác cùng nghe thì bây giờ em sẽ nhờ camera men. Đây. Để em sẽ test cho các bác cùng xem. Đấy. Quay lên ngang ngang với hai cái loa một tí. Thì bây giờ em sẽ bật đẩy KE này này. Bật đẩy KE này nhá. Thì đầu tiên em sẽ test chất âm của con KE trước. À, bật PowerShop bên này trước nhá. PowerShop này, sẽ tắt KE đi nhá. Bật KE đi. Con đã kêu thảm trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha. Trên con PowerShop thì nó sẽ có lút mút nhá, ấn phát nó sẽ mất. Có nhịp vang lên. Rồi em sẽ tắt PowerShop bật KE. Có những chiều em nhớ anh thật nhiều. Mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tan trong quán khuya, em vẫn đợi chờ. Tìm đâu tình yêu ngày đó, giờ đã cách xa. Giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vững anh giờ thầm chế trong em. Giờ thầm chế trong em. Cái này thì các bác sẽ tự có cái cảm nhận riêng của mình đúng không? Các bác sẽ tự có cái cảm nhận riêng của mình. Nhưng ở đây em muốn nói với các bác một điều là nó rất là đáng chơi. Một con đẩy KE 1600W của một kênh nhá. Còn PowerShop này là 2 kênh 1400W của một kênh. Con này nó sẽ khỏe gấp 2 lần con này. Đấy, giá rẻ bằng một lửa con này. Đấy, đúng không? Chất âm của nó thì các bác cũng vừa nghe rồi.
Có nhiều bác bảo là máy đi mày so sánh cả mấy con loa tàu, loa tiếc thì làm sao ra được hết chất âm. Hôm nay em nối Nexo ra em thử cho các bác nhé. Nối hẳn Nexo ra thử đúng không? Chất âm như nào các bác có thể là nghe rõ. Đấy, nghe các bác có thể là đánh giá thôi. Chứ ở đây em không đưa ra nhận định nó như thế nào. Đẩy xịn, đẩy tây thì chắc chắn nó sẽ có một nhiều cái hơn. Đấy, mình không nói bảo là nó không nó như thế nào. Đẩy tây nó con này mới cả hơn 100 triệu. Chắc chắn nó sẽ hơn cái con kia rồi. Nhưng mà mình đang nói ở đây là với cái mức tiền mình bỏ ra mua một con đẩy 4 kênh như con KE này, nó rất là đáng các bác ạ. Đấy, thì đây các bác cùng nhìn nhá. Conexo đây, tín hiệu dài em cắm vào một dây em cắm vào con đẩy KE bên dưới, một dây em cắm vào con đẩy PowerShop bên trên. Đấy, so sánh rất là thực tế cho các bác. Đúng không? Loa xịn. Loa xịn rồi, không có gì chê. Cốt này thì là cũng là xịn rồi. Đấy, đáy này cũng là xịn rồi. Thôi, còn con đẩy dưới đẩy Trung Quốc. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Con đẩy KE này có 22.600.000 thôi. Đây, 1.600 đây. Đấy, con này là con có màn hình. Đấy, 1.600 màn hình cũng 22 triệu. Còn 1.600 này là 1.600 không màn hình cũng 22 triệu. Con này em sẽ chèn cái ảnh ở đoạn đầu rồi, các bác có thể xem, có thể nhìn. Ok nhá. Thì chào các bác nào có nhu cầu alo cho em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.